trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Hương Thơ và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ năm, 21 tháng 3 năm 2024. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới bắt đầu với Đức Vượng. Phần tin thế giới hôm nay là liên quan tới chiến sự tại Ukraine. Lần đầu tiên sau gần 2 tháng, lực lượng không quân của Nga tấn công thủ đô Kiev Còi báo động phòng không đã vang lên trên khắp thủ đô Kiev của Ukraine vào sáng hôm nay 21 tháng 3, trước khi hàng chục tiếng nổ lớn và âm thanh khai hỏa của các hệ thống phòng không vang lên ở trung tâm thành phố. Thị trường của Kiev là ông Vatali Krisko nói rằng, các mảnh vỡ từ hỏa tiếng của Nga bị đánh chặn đã rơi xuống nhiều quận nội thành, gây ra cháy nổ tại một số tòa nhà và những chiếc xe hơi trên đường phố. Ông kêu gọi người dân tại thủ đô Kiev hãy ở yên trong những nơi trú ẩn cho tới khi kết thúc còi báo động. Đây là lần đầu tiên thủ đô Kiev phải hứng chịu các đoàn tấn công của Nga trong gần 2 tháng qua, kể từ đợt tấn công dữ dội bằng hỏa tiễn, máy bay không người lái tự sát tầm xa hồi cuối tháng 1 và đầu tháng 2. Lực lượng không quân của Ukraine tuyên bố họ đã đánh chặn được toàn bộ 31 trái hỏa tiễn được Nga sử dụng trong đòn tấn công này, bao gồm 29 trái hỏa tiễn hành trình tầm xa và hai trái hỏa tiễn đạn đạo hoặc siêu vượt âm thanh Kinzhal. Bộ quốc phòng của Nga chưa bình luận về tin này. Quân Nga đã mở nhiều đợt tấn công với quy mô lớn nhắm vào Ukraine kể từ cuối tháng 12 năm ngoái, trong lúc quân đội Ukraine đang gia tăng sự cố gắng sản xuất các loại thiết bị quân sự trong nước để bảo đảm nguồn cung ứng ổn định và bớt phụ thuộc vào các quốc gia phương Tây, vốn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt và không thể đáp ứng được nhu cầu của quân đội Ukraine. Ca và tù trung thân kẻ Dinvoga đã sát hại 31 phụ nữ. Nga tuyên phạt tù trung thư với tên tội phạm giết người hàng loạt được mệnh danh là kẻ điên Volga, đứng sau cái chết của 31 phụ nữ lớn tuổi. Kẻ đến Volga là Radit Gatagirov đã bị bắt vào năm 2020 với cáo buộc giết người. Nghi phạm đã thực hiện hành vi từ năm 2011 đến 2012 trên khắp 15 thành phố trong và xung quanh khu vực Tatarstan, cách thủ đô Moscow và của Nga 730 cây số về phía đông. Ngoài tội danh cố ý giết người, tòa án ở thành phố Kazan vào ngày 21 tháng 3 còn tuyên bố kẻ Din phạm tội hành hung 34 phụ nữ lớn tuổi khác. Thao Thát cho hay, biệt danh trên bất nguồn từ việc nhiều vụ phạm tội của nghi phạm diễn ra ở những vùng nằm dọc sông Voga, con sông dài nhất của châu Âu. Tagirov là một thợ khóa, từng ngồi tù vì tội trộm cắp vặt. Cơ quan thực thi pháp luật cho biết nghi phạm đôi khi đóng giả nhân viên xã hội, thợ điện hoặc thợ sửa ống nước để vào nhà của phụ nữ, sau đó bốc cổ họ và lấy trộm đồ đạc có giá trị. Hầu hết nạn nhân là phụ nữ già, từ 75 đến 90 tuổi, sống một mình. Tagirov đã trở thành một trong những kẻ sát nhân hàng loạt man dợ nhất lịch sử hiện đại của Nga. Năm 2017, các nhà điều tra liên bang đã tăng gấp 3 mức tiền thưởng lên tới 40.000 Mỹ Kim cho những ai cung cấp thông tin giúp xác định kẻ giết người này. Khi được cảnh sát hỏi tại sao tất cả nạn nhân là phụ nữ lớn tuổi và lại giết họ thay vì chỉ cướp tài sản, Tagirov nói không thể giải thích được. Trở lại với châu Âu, Khối Liên Hiệp Châu Âu yêu cầu các trang mạng bao gồm TikTok, Facebook và trang mạng X phải hạn chế sự rủi ro trong các cuộc bầu cử sắp tới. Theo bộ hướng dẫn của Khối Liên Hiệp Châu Âu có thể sẽ được thông qua vào tuần tới, thì các trang mạng xã hội lớn như là TikTok, Facebook và X cùng với các nền tảng trực tuyến lớn khác dự kiến sẽ phải hành động để giảm thiểu sự rủi ro cho các cuộc bầu cử, nếu không sẽ phải đối mặt với các khoản tiền phạt. Một giới chức của Ủy ban châu Âu cho biết như sau. Vào tháng 2 vừa qua, Giám đốc điều hành Ủy ban châu Âu đã công bố bản dự thảo. Đó là một phần của đạo luật dịch vụ kỹ thuật số yêu cầu các công ty công nghệ lớn phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết nội dung bất hợp pháp có hại tới nền tảng của họ. Giờ đây, trước những lo ngại về can thiệp bầu cử và nội dung gây hiểu lầm do kỹ thuật thông minh nhân tạo AI tạo ra đã leo thang, cần phải lên kế hoạch kỹ càng để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu diễn ra vào tháng 6 năm nay. Một giới chức của Ủy ban châu Âu cho biết như sau, Ủy ban này sẽ sử dụng những hướng dẫn nói trên như một phương cách để kiểm tra các công ty kỹ thuật số có giải quyết vấn đề này hay không. Theo phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu, do các công ty công nghệ lớn và các phương tiện tìm kiếm đóng vai trò lớn trong việc định hình dư luận cũng như hành vi của cử tri, cho nên điều quan trọng đó là họ phải thực hiện các biện pháp hiệu quả để giảm thiểu sự rủi ro liên quan tới tiến trình bầu cử. Trong những tuần gần đây, công ty chủ quản của YouTube là Google và TikTok đã công bố nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm thành lập các nhóm chống lại các thông tin sai lệch, lạm dụng kỹ thuật thông minh nhân tạo AI làm ảnh hưởng tới bí mật liên quan tới cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sắp tới diễn ra vào tháng 6 năm nay. Canada ngừng chuyển vũ khí cho Israel. Văn phòng ngoại trưởng Canada là Melanie Joly vừa xác nhận kể từ ngày 8 tháng riêng, chính phủ không phê chuẩn giấy phép mới về xuất cảng vũ khí sang Israel. Văn phòng cũng cho biết tình trạng này sẽ tiếp tục cho đến khi có thể bảo đảm quy định xuất cảng được tuân thủ đầy đủ. Tuy nhiên, giấy phép xuất cảng được phê chuẩn trước ngày 8 tháng Giêng sẽ vẫn có hiệu lực. Theo Văn phòng Ngoại trưởng Canada, việc hủy bỏ những giấy phép đã được phê chuẩn có nguy cơ gây ra tác động lớn đối với cả Canada và đồng minh của nước này, trong đó có NATO và Liên minh tình báo ngũ nhãn. Một giới chức cấp cao của Canada cho biết, tình hình thực tế khiến cho chúng tôi không thể xuất cảng bất kỳ thiết bị nào có thể sử dụng cho mục đích quân sự. Israel phản đối quyết định này. Ngoại trưởng Israel là Cash mô hành động của canada làm suy yếu quyền tự vệ của israel trước hamas canada là đồng minh quan trọng của hoa kỳ là nước cung cấp cho israel hàng tỷ mỹ kim viện trợ quân sự mỗi năm thượng nghị sĩ hoa kỳ là bernie sanders hoan nghênh hành động của canada và cho rằng hoa kỳ không nên cung cấp thêm suten nào cho cỗ máy chiến tranh của thủ tướng benjamin netanyahu việc chuyển giao vũ khí cho israel đã gây ra một số vấn đề pháp lý ở một số nước tại canada liên minh của luật sư và công dân gốc palestine đầu tháng này đã đề đơn khiếu nại yêu cầu chính phủ đình chỉ xuất cảng vũ khí sang Israel, cho rằng quyết định đó đã khiến cho Ottawa vi phạm cả luật pháp quốc tế và trong nước. Trở lại với châu Âu, cảnh sát bắt giữ một nghi phạm tấn công tòa đại sứ Do Thái tại Hòa Lan. Cảnh sát của Hòa Lan cho biết như sau, họ đã bắt giữ một nghi phạm ném một vật thể cháy vào tòa đại sứ Do Thái ở La Hay vào buổi sáng hôm nay 21 tháng 3. Trong bài đăng tải trên trang mạng xã hội X, Cảnh sát của Hòa Lan cho biết như sau, không có ai bị thương và sự việc đang được điều tra. Hòa Lan đã gia tăng an ninh tại Tòa đại sứ Do Thái ở La Hay sau khi xuất hiện những mối đe dọa. Hồi tháng 1 năm nay, một thiết bị nổ cũng đã được tìm thấy bên ngoài Tòa đại sứ Do Thái ở Thụy Điển. Sự việc đang được điều tra theo hướng nghi ngờ là tội phạm khủng bố. Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ bất ngờ hạ lãi suất sau 9 năm. Ngày 21 tháng 3, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ bất ngờ quyết định giảm lãi suất đây là Ngân hàng Trung ương lớn đầu tiên trên thế giới giảm lãi suất sau thời gian dài chịu áp lực lạm phát cao. Đây cũng là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Ngân hàng này sau 9 năm. Cụ thể Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ giảm lãi suất chủ chốt 25 điểm cơ bản xuống còn 1,5%. Trong khi các chuyên gia kinh tế trước đó dự báo giữ nguyên lãi suất ở mức 1,75%. Trả lời với báo giới, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ là ông Thomas Jordan cho biết, trong vài tháng qua, lạm phát đã trở về dưới 2% và quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ là phù hợp bởi cuộc chiến chống lạm phát trong hơn 2 năm qua đã đạt được hiệu quả. Theo dự báo mới, lạm phát có thể duy trì trong phạm vi này vài năm tới. Lạm phát Thụy Sĩ tiếp tục giảm trong tháng 2 năm 2024 xuống mức 1 Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ cũng hạ dự báo lạm phát xuống 1.4% trong năm 2024 và 1.2% trong năm 2025 và xuống mức 1,1% năm 2026. Thụy Sĩ là quốc gia phát triển đầu tiên hạ lãi suất sau giai đoạn dài chịu áp lực lạm phát cao vì tác động của đại dịch Covid-19 và xung đột giữa Nga và Ukraine. Trở lại với Anh Quốc, một số nhân viên bệnh viện bị tình nghi là xem trộm bệnh án của Vương phi Kate Middleton có 3 nhân viên tại bệnh viện London Clinic vừa bị đình chỉ công việc để điều tra vì họ đã tìm cách xem trộm bệnh án của vương phi Kate Middleton và đã rò rỉ chuyện này ra ngoài. Giới truyền thông Anh Quốc cho hay, ba người này làm việc ở vị trí có quyền đọc thông tin bệnh án tại Bệnh viện London Clinic, là bệnh viện tư nhân danh tiếng ở thủ đô của Anh Quốc. Bệnh viện này là nơi mà Vương Phi Kate Middleton đã trải qua một trường hợp giải phẫu vùng bụng hồi tháng 1 vừa qua, cũng là cơ sở y tế điều trị chứng phì đại tuyến tiền liệt cho Đức Vua Trạc Đệ Tam trước khi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Bà nhân viên y tế nói trên đã tìm cách xem trộm bệnh án của Vương Phi Kate Middleton, mặc dù họ không được phép và có thể họ đã chia sẻ thông tin cá nhân của cô cho những người khác. Ngay lập tức, bệnh viện này đã thông báo cho Điện Kensington sau khi phát hiện ra lỗ trống bảo mật này. Văn phòng ủy viên thông tin của chính phủ Anh Quốc sẽ mở cuộc điều tra về sự việc nói trên. Cảnh sát ở thủ đô London cũng đã được yêu cầu đánh giá mức độ nghiêm trọng của vụ rò rỉ thông tin này. Bộ trưởng y tế của Anh Quốc là bà Maria Clafield nhấn mạnh rằng bệnh viện coi trọng phẩm chất chăm sóc y tế và bảo mật thông tin cho toàn thể bệnh nhân tương xứng với lòng tin mà họ đã dành cho bệnh viện. Trong mọi trường hợp vi phạm thì bệnh viện sẽ tiến hành điều tra, quản lý và kỷ luật thích đáng. Vương phi Kate Middleton năm nay 42 tuổi đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận tại Anh quốc sau vụ bê bối chỉnh sửa hình ảnh. Hồi ngày 10 tây tháng 3 vừa qua, cô đã đăng tải bức hình cùng với những đứa con của cô nhân ngày mẹ, dường như muốn dập tắt những tin đồn liên quan tới sức khỏe sau cuộc giải phẫu hồi tháng 1 vừa qua. Thế nhưng, việc bức ảnh bị phát hiện chỉnh sửa đã gây ra làn sóng hoài nghi về nội bộ của Hoàng gia Anh Quốc. Kate Middleton đã lên tiếng xin lỗi nhưng không dập tắt được những sự nghi ngờ cùng với những lời chỉ trích nhắm vào Hoàng gia Anh Quốc. Sau đây xin mời quý vị theo dõi các bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Chính quyền Tổng thống Biden đầu tư 805 tỷ Mỹ kim cho Intel sản xuất chip ở 4 tiểu bang. Chính quyền Tổng thống Biden vừa đạt được thỏa thuận cung cấp cho Intel khoản tài trợ trực tiếp lên tới 805 tỷ Mỹ kim và khoản vay 411 tỷ Mỹ kim cho các nhà máy sản xuất chip máy tính ở Arizona, Ohio, New Mexico và Oregon. Intel cho biết nguồn tài trợ mới cũng như các khoản đầu tư bổ sung sẽ tạo ra tổng cộng 30.000 việc làm trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng. Tổng thống Joe Biden có kế hoạch thảo luận về khoản đầu tư khi đến thăm khuôn viên của Intel ở Chandler, Arizona, tiểu bang có thể xoay chiều mang tính quyết định trong cuộc bầu cử vào tháng 11, theo CBS News cho hay. Ông Biden thường nói rằng không có đủ cử tri biết về sự hiệu quả của các chính sách kinh tế của ông và gợi ý sẽ có nhiều người ủng hộ ông hơn nếu họ biết. Nguồn tài trợ trên đến từ ngân khoản của Đạo luật khoa học và CHIPS, lưỡng đảng. Một đạo luật đã được ông Biden ký vào năm 2022 để đầu tư 200 tỷ Mỹ Kim vào sản xuất chip bán dẫn trong nước với mục tiêu giảm sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào các nhà sản xuất chip ở ngoại quốc. Bà Gina Raimondo, Bộ trưởng Thương mại cho biết, thỏa thuận đạt được thông qua sẽ đưa Hoa Kỳ vào vị thế sản xuất 20% số chip tiên tiến nhất thế giới vào năm 2030, tăng từ mức zero hiện tại. Hoa Kỳ là nơi thiết kế các con chip tối tân nhưng lại không sản xuất trong nước, tạo ra sự rủi ro kinh tế và an ninh quốc gia. Thông báo tài trợ được đưa ra trong tình hình nóng của chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024. Nhà lãnh đạo Tòa Bạch Ốc nói với cử tri rằng, các chính sách của ông đã dẫn đến sự hồi sinh trong việc tăng trưởng sản xuất và tạo việc làm cho Hoa Kỳ. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Một dân biểu Hoa Kỳ mang mặt nạ của ông Putin trong lúc tham dự cuộc điều trần Dân biểu của đảng Dân Chủ là ông Jared Moskowitz, đại diện cho tiểu bang Florida tại Hạ viện, đã đến tham dự buổi điều trần của Ủy ban Giám sát Hạ viện mới đây với chiếc mặt nạ Tổng thống Nga, đó là ông Vladimir Putin. Ông nói rằng hành động của ông nhằm phản đối cuộc điều tra về những quan hệ làm ăn của ông Hunter Biden, tức là con trai của Tổng thống Joe Biden. Cuộc điều tra này là một phần cố gắng của các dân biểu của đảng Cộng Hòa nhằm luận tội Tổng thống Joe Biden, thế nhưng cho tới nay vẫn chưa đưa ra được cụ thể tội danh mà họ muốn nhắm đến. Trả lời các phóng viên bên ngoài phòng họp, dân biểu Moskowitz đóng vai ông Putin đã châm chọc chủ nhiệm ủy ban đó là ông Jim Comer thuộc đảng Cộng Hòa, cho rằng ông này đã sử dụng hết nguồn lực của cơ quan tình báo Hoa Kỳ nhắm tới để hạ bệ ông Biden. Trong thông cáo chính thức sau đó, dân biểu Moskowitz đã chỉ trích các đồng nghiệp phía Đảng Cộng hòa đã mở cuộc điều tra nhắm vào tổng thống Joe Biden dựa hoàn toàn vào các thông tin từ giới tình báo của Nga. Ông giải thích rằng màn hóa trang của ông là để ám chỉ dân biểu James Comer đã làm thay việc cho ông Vladimir Putin riêng ông Alexander Smirov là một nhân chứng then chốt trong cuộc điều tra của phe Cộng hòa nhắm vào ông Hunter Biden và tìm cách luận tội Tổng thống Joe Biden đã bị bắt giữ vào tháng 2 vừa qua vì ông này đặc bị cáo buộc là đã khai gian dựa trên các thông tin từ giới tình báo của Nga. Tuy nhiên, dân biểu Comer và các cộng sự trong đảng Cộng hòa thì cho rằng vụ bắt giữ nhân chứng Smirov không ảnh hưởng tới cuộc điều tra Họ khẳng định những lời khai từ nhân chứng Smirov không mang tính quyết định vì vẫn còn các nhân chứng khác chống lại ông Hunter Biden. Ông Trump để mắt đến Marco Rubio làm phó tổng thống. Thượng nghị sĩ Marco Rubio thuộc đoạn Cộng hòa ở tiểu bang Florida vượt lên nhóm đầu trong danh sách những ứng cử viên phó tổng thống cho cựu tổng thống Donald Trump. NBC News cho biết, thông tin đó do 6 người quen thuộc với cuộc tin cuộc tìm kiếm người đứng cùng liên danh tranh cử năm 2024 của ứng cử viên đảng Cộng hòa cung cấp. Một cố vấn của ông Trump nói rằng danh sách còn dài và còn rất sớm trong bất kỳ quy trình nào, chưa có ai được liên lạc trực tiếp và tôi mong tôi không mong đợi điều đó sắp xảy ra. Nhưng sự nghiêm túc rõ ràng từ ông Trump đối với ông Rubio, thượng nghị sĩ nhiệm kỳ thứ ba năm 2 tuổi, gợi ý về những ưu tiên của cựu tổng thống và đưa ra một loạt yếu tố tiềm ẩn, hấp dẫn và phức tạp. Ông Rubio còn trẻ có tài ăn nói và vào thời điểm ông Trump đang lạc quan về cơ hội giành được lá phiếu của cử tri gốc Latino. Phát ngôn viên của cả ông Rubio và ông Trump đều từ chối bình luận về câu chuyện này. Nhóm của ông Trump có kế hoạch thử nghiệm các ứng cử viên hàng đầu trong chiến dịch tranh cử tại các cuộc gặp gỡ và sự kiện trong những tháng tới. Họ cũng sẽ đánh giá một kỹ năng cần thiết mà ông Rubio đã thể hiện là khả năng huy động tiền. Ông Rubio đã thu về gần 50 triệu Mỹ Kim cho cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016 của mình. Vào năm 2016, ông Trump và ông Rubio đã dùng những lời chỉ trích gây gắt, bao gồm cả một số lời chỉ trích ngầm về bản lĩnh đàn ông của nhau khi họ tranh giành đề cử của Đảng Cộng Hòa. Ông Trump đặc biệt danh cho ông Rubio là Little Marco, còn ông Rubio nói ông Trump có bàn tay nhỏ. Một cặp vợ chồng trẻ ở tiểu bang Kentucky bị bắt giữ vì dự tính bán hai đứa con song sinh mới chào đời của họ. Một cặp vợ chồng ở miền đông của tiểu bang Kentucky bị cáo buộc là đã tìm cách bán hai đứa bé gái sinh đôi vừa chào đời. Theo hãng thông tấn AP loan tin, cặp vợ chồng này đề nghị bán những đứa trẻ chào đời vào hôm 28 tháng 2 vừa qua cho một người họ hàng với giá là 5.000 Mỹ Kim. Sở cảnh sát của quận hạt Jackson đã ghi trong bản biên bản bắt giữ. Người mẹ và người cha đều ở độ tuổi 20, bị buộc tội buôn người. Giới hữu trách cho hay, một người họ hàng đã thông báo sự việc cho cảnh sát với các bằng chứng, bao gồm các tin nhắn và những đoạn clip ghi hình. Người cha của hai đứa bé thì khai rằng anh ta chỉ nói đùa mà thôi về việc bán những đứa con của anh ta. Trong một đoạn video thảo luận về những cố gắng bán những đứa trẻ này thì người mẹ nói rằng cô ta không nghiêm túc. Cặp vợ chồng này sẽ phải ra tòa vào ngày 25 tháng 3. Thư ký của tòa án cho hay cả hai người này đều không có luật sư. Buôn báo động mất nhiều tiền trong 3 tháng đầu 2024. Boeing báo động họ sẽ phung phí nhiều tiền mặt hơn trong 3 tháng đầu 2024 so với dự tính trước đây. Do hãng sản xuất phi cơ Hoa Kỳ phải khổ sở trước hậu quả từ trục trặc vào tháng riêng, trong đó có một chiếc phi cơ bị nổ tung tắm cửa trong chuyến bay. Giám đốc tài chính Brian West cho biết dòng tiền hao hụt sẽ đạt 4 tỷ đến 4.5 tỷ Mỹ Kim trong 3 tháng đầu tiên, cao hơn dự báo vào đầu tháng riêng sẽ cần nhiều thời gian hơn để đạt được kế hoạch dòng tiền 10 tỷ Mỹ Kim trong khoảng thời gian 2025 đến 2026. West đã phát biểu tại nghị hội ngân hàng Bank of America tại London mới đây. Boeing phải giảm bớt sản xuất phi cơ 737 MAX sau cuộc khủng hoảng gần nhất khi hãng tìm cách cải thiện phẩm chất sản xuất và đối phó với sự theo dõi ngày càng gia tăng của cơ quan quản lý. Hãng Boeing vào tháng riêng đình chỉ kế hoạch tài chính cho năm 2024 sau trục trặc kể trên. Ông West cho biết hiện không thể quản lý được những kết quả tài chính này trong thời gian ngắn vì đang cần tập trung vào sự ổn định, đồng thời kỳ vọng sẽ có được vị trí tốt hơn và kế hoạch khá hơn. Trong năm nay, dòng tiền tự do của Boeing sẽ ở mức một con số hàng tỷ Mỹ Kim. Công ty ghi nhận dòng tiền tự do trị giá 4.4 tỷ Mỹ Kim trong năm 2023. Boeing đang đàm phán để mua lại nhà cung cấp Spirit Aerosystem, công ty sản xuất tắm cửa trong vụ trục trặc, như một phần trong nỗ lực cải tiến quy trình sản xuất. Spirit sản xuất thân phi cơ Max cho Boeing và nhà sản xuất này chiếm gần 2 phần 3 hoạt động kinh doanh của hãng. Hoạt động này trước đây do Boeing Wichita đảm trách cho tới khi nhà sản xuất phi cơ tách nó thành công ty đại chúng vào năm 2005. Tuy liên quan tới một vụ cháy tại tiểu bang Pennsylvania khiến cho 4 trẻ em thiệt mạng. Giới hữu trách địa phương cho hay, 4 trẻ em và một người lớn bị thiệt mạng trong một vụ cháy nhà xảy ra ở Pennsylvania Văn phòng điều tra của quận hạt Westmoreland cho hay, các nạn nhân gồm có một bé gái vừa mới sinh được một tháng có tên là Corbin John. Bên cạnh đó là một bé trai 3 tuổi có tên là Kagan John. Bé gái 6 tuổi tên là Kingsley John. Một bé trai 7 tuổi là Carson John và một người đàn ông 27 tuổi tên là Tyler King. Theo các giới chức cứu hỏa của Pennsylvania, và các nhân viên điều tra thì ngọn lửa bùng lên tại ngôi nhà ở Chandy, cách Pittsburgh khoảng 30 dặm và thiêu rụi toàn bộ căn nhà này. Ba người, gồm một người lớn và hai trẻ em đã được giải cứu. Jack Moore là hàng xóm sống cạnh ngôi nhà bị cháy, đã giúp giải cứu người mẹ và hai đứa nhỏ. Người hàng xóm này cho biết như sau, khi tầng dưới đang bốc cháy thì người mẹ của đám trẻ là cô Miranda đang ở trên mái nhà phía sau. Sau khi giao một đứa trẻ cho người hàng xóm này thì người mẹ đã cố gắng quay vào trong nhà để cứu những người còn ở bên trong. Tại hiện trường, tất cả những gì còn sót lại của căn nhà này đó là chiếc ống khói. Ngọn lửa cũng thiêu rụi ngôi nhà bên cạnh. Theo giới truyền thông, những người sống trong những ngôi nhà lân cận đã trốn thoát an toàn. Matthew John là một nhân viên thuộc học khu thành phố Janet đã viết trong một lá thư gửi tới các gia đình rằng họ đã mất đi quá nhiều thành viên trong khu vực học chánh này và cộng đồng của chúng ta đang đau buồn. Ông cho biết thêm, các cố vấn và các nhân viên xã hội sẽ sẵn sàng giúp đỡ những học sinh và các nạn nhân liên quan tới vụ cháy nói trên. Tin về một nạn nhân gốc Việt ở Houston liệt vì cướp, kiện thương xá nơi xảy ra vụ án. Một vụ kiện vừa được đệ trình lên tòa án đại diện cho một phụ nữ bị khiêng lên rồi vượt xuống đất trong một vụ cướp năm 2023 ở Asia Town. Vụ tấn công làm cho bà Nhung Trương, người mẹ đơn thân có ba con bị liệt một phần thân thể. Hung thủ tên là Joseph Harrell bị buộc tội cướp tài sản nghiêm trọng với thương tích thân thể nghiêm trọng. Bị can chấp nhận thỏa thuận nhận tội và mức án 30 năm tù. Harrell sẽ phải chấp hành bản án đó ít nhất 15 năm trước khi đủ điều kiện để được ân xá. Giờ đây hơn một năm sau, công ty chuyên về luật thương tích cá nhân Kerker Garcia LLP và công ty kiện tụng Fairman và Fairman PC để đơn kiện Juan Plaza Association Incorporation, công ty quản lý tòa thương xá nơi bà Nhung Trương đã bị cướp. Vào một ngày trước lễ tình nhân 2023, bà Nhung Trương đang tản bộ phía trước thương xá trên đại lộ Bella Boulevard, ngay trên trong khu vành đai Belway 8 thì bị Hero và Zinika Wood theo sau. Sau đó Harold lao ra khỏi chiếc xe mà Wood đang lái rồi giật túi sách của bà Nhung Trương. Khi thấy thứ cướp đi không phải tiền, Hero quay lại túm lấy nạn nhân, sóc bà lên rồi quật xuống đất rồi chụp lấy phong bì đựng tiền và chạy thoát. Theo sở cảnh sát Houston cho hay, toàn bộ vụ cướp đã được máy quay an ninh ghi lại. Vụ kiện cáo buộc ban quản lý khu thương xác không bảo đảm an toàn cho cơ sở của mình với những khách hàng như Bảo Nhung Trương. Theo hồ sơ đệ trình, từ 16 tháng riêng năm 2021 tới 28 tháng riêng năm 2024, Sở Cảnh sát Houston nhận được khoảng 419 cuộc gọi trình báo có rắc rối ở khu thương xá này. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Indonesia đắc cử tổng thống. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Indonesia là ông Prabowo Subianto cùng với ứng viên phó tổng thống là Gibran Rakabuming Raka đã nhận được hơn 96 triệu phiếu bầu, tương đương với 58.6% tổng số phiếu và đã đủ điều kiện thắng cử ngay từ vòng 1. Chủ tịch Ủy ban bầu cử của Indonesia là Hasim Asyari cho hay hai đối thủ còn lại của ông Prabowo đó là Ani Baswedan và Gaza Pranowo lần lượt nhận được 25% và 16% số phiếu. Riêng ông Prabowo là con trai lớn của Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo đã tuyên bố thắng cử từ ngày 14 tháng 2 vừa qua khi các kết quả khảo sát sau cuộc bầu cử cho thấy họ đã chiếm ưu thế. Phát biểu tại tư dinh ở thủ đô Jakarta, ông Prabowo, năm nay 72 tuổi, đã cảm ơn các cử tri và các tình nguyện viên, cho biết rằng cuộc bầu cử này đã diễn ra một cách suôn sẻ. Ông dự tính sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 10 năm nay, và ông sẽ lãnh đạo đất nước Indonesia trong nhiệm kỳ là 5 năm. Hai ứng cử viên bị thất cử là Ani và Ganja tuyên bố họ sẽ khiếu nại lên tòa án hiến pháp về những sai phạm và gian lận trong cuộc bầu cử này. Nhóm pháp lý của ông Prabowo tin rằng những quyết tâm của họ sẽ không thay đổi được kết quả bởi vì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiến thắng với mức chênh lệch rất đáng kể. Đại sứ Nam Hàn tại Úc về nước giữa ồn ào xuất cảnh khi đang bị điều tra. Theo hãng tin Yonhap vào ngày 21 tháng 3, ông Lee đã trở về nước giữa làn sóng chỉ trích về việc bổ nhiệm và để ông xuất cảnh khi đang bị điều tra. Cụ thể, ông Lee là người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc Phòng bị cấm xuất cảnh vào thời điểm được bổ nhiệm làm Đại sứ, do đang bị điều tra về nghi ngờ ông can thiệp vào cuộc điều tra quân sự về cách chết của một binh sĩ tại dòng nước cuốn trôi khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích giữa trời mưa lớn vào tháng 7 năm 2023. Dù vậy, ông Lee vẫn xuất cảnh sang Úc để nhậm chức Đại sứ, khiến cho chính giới Nam Hàn tranh cãi. Đảng Dân chủ đối lập cáo buộc rằng việc bổ nhiệm ông Lee là cách giúp nghi phạm trốn ra nước ngoài và yêu cầu Tổng thống Yoon Suk-yeol. So thu hồi quyết định bổ nhiệm đồng thời đưa ông Ly về nước để đối diện với cuộc điều tra. Vấn đề này đã trở thành một trong những chủ đề nóng nhất trước cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 10 tháng 4 tới đây. Sau khi đến sân bay quốc tế Incheon của Nam Hàn, thì ông Ly nói với các phóng viên rằng ông trở lại để tham dự cuộc họp giữa các trường phái Bộ Ngoại giao liên quan hợp tác công nghiệp quốc phòng. Ngoài ra, ông muốn văn phòng điều tra tham nhũng về giới chức cấp cao, với tắt là CIO, khớp lịch thẩm vấn của ông trong khi ông còn ở Seoul. Lịch trình trở về nước của ông sớm hơn dự kiến, trong khi trước đó ông dự định sẽ tham dự hội nghị thường niên của các trường phái Bộ Ngoại giao Nam Hàn ở nước ngoài đã được sắp xếp diễn ra vào cuối tháng 4. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nam Hàn, cuộc họp các đại sứ và về hợp tác công nghiệp quốc phòng sẽ quy tụ các đại sứ Nam Hàn tại Úc, Ả Rập Saudi, các tiểu vương quốc Ả Rập Sống Nhất, Indonesia, Qatar và Ba Lan. Trực thăng của Pháp truy đuổi và dùng súng máy bắn hạ máy bay không người lái của phiến quân Houthi bộ quốc phòng pháp cho hay trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ cho những chiếc tàu chở hàng trong chiến dịch mang tên aspi ở khu vực hồng hải trực thăng bảo vệ cho một chiếc tàu khu trục của pháp đã bắn hạ một chiếc máy bay không người lái của phiến quân houthi đang đe dọa tới tuyến hàng hải thương mại này kèm theo đó là một đoạn video về cuộc đánh chặn nói trên đoạn video được quay từ cảm biến quan điện tử của chiếc trực thăng cho thấy chiếc trực thăng quân sự của pháp bay ngang một chiếc tàu chở hàng chưa rõ danh tánh sau đó đuổi theo một chiếc máy bay không người lái bay sát mặt biển và khai hỏa đây là lần đầu tiên trực thăng quân sự của phương tây bắn hạ máy bay không người lái của phiến quân houthi trên khu vực hồng hải các giới chức quân đội của pháp không cho biết số hiệu của chiếc tàu chiến và chiếc trực thăng tham gia cuộc đánh chặn này Sứ mệnh Hải quân mang tên ASPI là nhóm chuyên trách bảo vệ cho những chiếc tàu chở hàng trên khu vực Hồng Hải do Liên Hiệp Châu Âu thành lập nói rằng sự việc này xảy ra ở phía nam của Hồng Hải. Giới chuyên gia quân sự nhận định rằng máy bay không người lái bị bắn hạ là một phiên bản của nhóm SAMAT do phiến quân Houthi chế tạo. Tài bút Oliver Parkin đã viết trên chuyên trang quân sự Wazon như sau. Việc bắn hạ máy bay không người lái bằng loạt đạn từ súng máy gắn trên trực thăng là phương cách đánh chặn rẻ tiền nhất, thay vì tiêu tốn những trái hỏa tiễn phong phòng không trị giá tới hàng triệu Mỹ Kim. Houthi là nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn, bắt đầu tấn công những chiếc tàu chở hàng trên Hồng Hải và Vịnh Aden kể từ tháng 11 năm ngoái, trong chiến dịch mà họ tuyên bố là nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở dãy Gaza, nơi mà Do Thái đang thực hiện cuộc chiến chống lại phe Hamas. Hoa Kỳ đứng về phía Ấn Độ trong tranh cãi chủ quyền với Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mới đây cho biết Washington công nhận Arunachal Pradesh là một phần lãnh thổ của Ấn Độ và phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ ở khu vực mà New Delhi và Ấn Độ tranh cãi về chủ quyền. Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố Arunachal Pradesh là một phần của miền Nam Tây Tạng. New Delhi bác bỏ tuyên bố này nói rằng Arunachal Pradesh là một phần của Ấn Độ. Tuần trước, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố Arunachal Pradesh là lãnh thổ cờ hữu của Trung Quốc và Bắc Kinh kiên quyết phản đối việc New Delhi xây dựng hạ tầng cơ sở tại khu vực này. Sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ là Ranjir Jawa cho biết Trung Quốc đã đưa ra những yêu sách vô lý đối với lãnh thổ tiểu bang Arunachal Pradesh. Năm 2000, năm 1962, Trung Quốc vẫn Độ đã nổ ra chiến sự dọc theo các phần của đường biên giới dài 3.800 cây số chưa được phân định rõ ràng. Căng thẳng nóng lên trong những năm gần đây khi hai nước xảy ra các cuộc đụng độ tại những khu vực tranh chấp. Ryder nhận định. Hành động của Hoa Kỳ đáng chú ý trong bối cảnh Washington và New Delhi trong những năm gần đây đã nâng cấp quan hệ song phương trong nỗ lực đối phó với tầm ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Thái Bình Dương. Tính liên quan tới vụ đánh bom cảm tử tại thành phố Kandahar của Afghanistan khiến cho 15 thường dân bị thương vong. Và ngày hôm nay, 21 tháng 3, các giới chức chính quyền của Taliban tại Afghanistan cho hay một vụ đánh bom cảm tử đã diễn ra ở thành phố Kandahar khiến cho 3 người bị thiệt mạng và 12 người bị thương. Các giới chức thuộc Cơ quan Thông tin và Văn hóa của tỉnh Kandahar nói rõ vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng hôm nay nhắm vào một nhóm người đang chờ bên ngoài ngân hàng New Kabul, có chi nhánh tại thành phố miền trung Kandahar của quốc gia này thông thường thì người dân đến đây để nhận lương và các nạn nhân đều là thường dân. Lực lượng an ninh của Taliban đã phong tỏa khu vực chung quanh ngân hàng nói trên. Hiện nay chưa có nghi can hoặc là nhóm nào nhận thực hiện vụ tấn công này. Trong khi đó, phát ngôn viên của cơ quan nội vụ thuộc chính quyền Taliban cho biết như sau. Theo tin ban đầu, có nhiều khả năng nhóm phiến quân Hồi giáo IS tự xưng đã thực hiện vụ đánh bom liều chết này. Thành phố Kandahar là nơi sinh sống của lãnh tụ tối cao của phe Taliban, đó là ông Hibatullah Akhundzada. Kể từ khi lực lượng Taliban trở lại nắm quyền vào tháng 8 năm 2021 thì một số vụ nổ bom và tấn công liều chết tại Afghanistan cũng đã xảy ra nhưng số lượng đã giảm đi. Tuy nhiên, một số nhóm vũ trang trong đó có phiến quân IS vẫn là mối đe dọa an ninh hàng đầu tại quốc gia này. Cựu chủ trì chùa Thái Lan lãnh án 468 năm tù về tham ô. Tòa án hình sự Trung ương phụ trách án tham nhũng Thái Lan vừa mới tuyên án với cựu chủ trì Pra Ajan Khom, tên thật là Khom Khong sau khi công tố viên cáo buộc ông này và 8 đồng phạm đã biển thủ hơn 8.3 triệu mỹ kim tiền công đức của chùa Wat Pa Ramarakiri ở tỉnh Nakhon Ratchasima, các bị cáo còn lại gồm có Wutima Taomo, người giữ chức chủ trì chùa Watpa Ramakiri trước Khom, Zutatip Fudo Diwaro Chupan, em gái Khom, Bunsiasak Pata tài xế của Khom và năm nhà sư đã hoàn tục. Khom đã chuyển tiền biển thủ vào tài khoản ngân hàng đứng tên em gái và người này đã 76 lần rút tiền. Khom yêu cầu em gái cất đi một phần tiền mặt tại nơi của mình trong chùa và yêu cầu các nhà sư đã hoàn tục giấu một số tài sản ngoài chùa. Cảnh sát Thái Lan đã tịch thu tiền mặt và hơn 1.400 món đồ có tổng trị giá 8,2 triệu mỹ kim. Khom đã bị kết án 78 tội danh với mức án 6 năm tù cho mỗi tội danh. Uthima bị kết án 78 tội danh với tổng mức án 312 năm tù. chu Chutathip phạm 77 tội danh lãnh án lãnh án 308 năm tù các bị cáo còn lại được giảm án từ 3 xuống 2 năm tù vì hợp tác điều tra. Theo luật Thái Lan, thời gian thụ án tù tối đa là 50 năm. Khom từng nổi tiếng nhờ những bài giảng thu hút rất nhiều tín đồ. Theo người dân địa phương, ngôi chùa Wat Pa Ramakiri có nhiều tín đồ khá giả, thường tới đây bằng xe sang. Phiến quân Thi đạt được thỏa thuận đó là không tấn công tàu thuyền của Nga và Trung Cộng. Vào ngày hôm nay, hãng tin Bloomberg trích dẫn nguồn thảo tin tiết lộ như sau, phe Houthi đã nói với Nga và Trung Cộng rằng tàu thuyền của hai quốc gia này sẽ không bị tấn công khi đi ngang qua Hồng Hải và Vịnh Aden. Thỏa thuận đạt được sau cuộc đối thoại giữa các nhà ngoại giao ba bên tại Oman. Đại diện của phiến quân Houthi là ông Mohammed Abdel Salam, là một trong những nhân vật chính hàng đầu của lực lượng này tại Yemen. Theo thỏa thuận thì, Nga và Trung Cộng có thể sẽ trao sự ủng hộ chính trị cho phiến quân Houthi tại các tổ chức thí dụ như Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, và ngăn cản các nghị quyết chống lại lực lượng này. Nga và Trung Cộng cùng với phe Houthi chưa bình luận về tin tức nói trên. Hồi tháng 1 năm nay, Nga và Trung Cộng đã bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết do Hoa Kỳ và Nhật Bản đồng bảo trợ nhằm lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của phiến quân Houthi đối với tàu thuyền ngang qua Hồng Hải phe houthi nói rằng họ chỉ tấn công những chiếc tàu liên quan tới do thái anh quốc và hoa kỳ tuy nhiên lực lượng này có vẻ đã nhận diện sai một số tàu thuyền của nga và trung cộng và phía nga và trung cộng có thể muốn sự bảo đảm nhiều hơn trong tháng này houthi cũng đã tấn công chiếc tàu chở hàng mang tên true confident khiến cho ba người bị thiệt mạng trong đó có một người việt nam phe houthi nói rằng chiếc tàu này của hoa kỳ thế nhưng theo hãng tin bloomberg chiếc tàu này đã được chuyển nhượng cho một công ty khác, không phải là của Hoa Kỳ. Hồi cuối tháng 1 năm nay, những trái hỏa tiễn đã phát nổ gần một chiếc tàu chở dầu của Nga gần với Yemen. Sự việc này xảy ra chỉ vài ngày sau khi một phát ngôn viên của phiến quân Houthi nói với báo chí của Nga rằng tàu thuyền của Nga và Trung Cộng không cần phải lo bị tấn công. Nhật Bản thăm hụt thương mại giảm mạch đồng gen lao dốc Thông tin từ chính phủ Nhật Bản vào ngày 21 tháng 3 cho biết rằng xuất cảng của đất nước này trong tháng 2 năm 2024 đã tăng lên mức cao kỷ lục, giúp giảm thâm hụt thương mại đến khoảng 60% so với cùng kỳ năm trước. Xuất cảng Nhật Bản tăng 7.8% trong tháng 2, chủ yếu nhờ vào việc xuất cảng xa hơi và phụ tùng sang Hoa Kỳ tăng mạnh. Trong khi đó nhập cảng cũng tăng, nhưng ở mức thấp hơn, chủ yếu từ việc nhập cảng quần áo trên thị trường toàn cầu thì thâm hụt thương mại của Nhật Bản với Hoa Kỳ đạt mức 4.6 tỷ Mỹ kim, trong khi với Trung Quốc là 2.8 tỷ Mỹ kim. Điều này đánh dấu một khoảng thời gian dài mà Nhật Bản đã ghi nhận thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản là Shunichi Suzuki nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ chặt chẽ giám sát biến động tỷ giá hối đoái và đồng yen. Đồng yen đã giảm giá xuống mức thấp nhất tại thị trường New York, phản ánh mong đợi của thị trường rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ không tăng lãi suất mặc dù đã loại bỏ chính sách lãi suất âm. Tình trạng đồng yên giảm giá đã làm tăng chi phí nhập cảng đối với Nhật Bản, nhưng đồng thời cũng làm tăng lợi nhuận của các nhà xuất cảng Nhật Bản. Chính phủ Nhật đang cảnh báo về tác động tiêu cực của biến động tỷ giá hối đoái đối với nền kinh tế của họ. Thưa quý vị, sau đây là phần tư liên quan tới Việt Nam. Bà Võ Thị Ánh Xuân nắm giữ chức vụ quyền chủ tịch nước sau khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam là ông Võ Văn Thưởng, thì bà Võ Thị Ánh Xuân, năm nay 54 năm tuổi, được nắm giữ quyền Chủ tịch nước từ ngày 21 tháng 3 năm 2024 cho đến khi Quốc hội bầu ra tân Chủ tịch nước. Đây là lần thứ nhì trong nhiệm kỳ năm 2021 tới năm 2026, bà Võ Thị Ánh Xuân được nắm giữ quyền chủ tịch nước của Cộng sản Việt Nam. Hồi tháng 1 năm ngoái, bà từng nắm giữ chức vụ quyền chủ tịch nước Việt Nam trong hơn một tháng khi mà Quốc hội Cộng sản Việt Nam miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc là chủ tịch nước Việt Nam lúc bấy giờ cho đến khi bầu ra ông Võ Văn Thưởng để đảm nhiệm cương vị mới. Bà Võ Thị Ánh Xuân xuất thân từ giáo viên trung học ở thị xã Long Xuyên của tỉnh An Giang. Sau đó, bà đã trải qua nhiều chức vụ như là phó chủ tịch, rồi chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang. Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang, Phó Bí thư rồi Bí thư tỉnh ủy tỉnh An Giang. Tháng 4 năm 2021, bà Võ Thị Ánh Xuân được Quốc hội Cộng sản Việt Nam bầu làm Phó Chủ tịch nước ở tuổi 51 và là Phó Chủ tịch nước trẻ nhất của lịch sử Việt Nam. Nguyên Phó Chủ tịch nước là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh khi đó đánh giá Bà Võ Thị Ánh Xuân đã thể hiện được năng lực qua nhiều vị trí công tác và hội đủ 5 chữ T, bao gồm trí tuệ, tự tin, trẻ đẹp, tiến bộ và thành công. Đó là những chữ nguyên trong ngoặc kép của báo chí bên Việt Nam. Trà vinh phạt tù hai nhà hoạt động người Khmer, bị cáo Tô Hoàng Trương và Thạch Cương đã vừa bị tòa án huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh kết án lần lượt 3 năm rưỡi và 4 năm tù với các buộc xuyên tạc chính quyền và lịch sử Việt Nam. Ông Trương và ông Cương được biết đến là hai nhà hoạt động người Khmer. Báo Thanh niên dẫn cáo trạng cho hay từ năm 2021 đến 26 tháng 6 năm ngoái, hai bị cáo Trương và Cương đã dùng hai danh khoản Facebook là Tô Hoàng Trương và Cương Thạch đăng bài hình ảnh phát livestream chia sẻ các đoạn video clip của mạng tin hải ngoại cũng như chia sẻ video clip phát biểu của bị cáo Cương. Các bài đăng này đã bị Sở Thông tin Truyền thông Trà Vinh quy chụp là có nội dung gây ảnh hưởng đến đoàn kết dân tộc, tôn giáo, xuyên tạc chính quyền, xuyên tạc lịch sử Việt Nam, xúc phạm uy tín của lực lượng công an, xuyên tạc xúc phạm uy tín của chính quyền địa phương. Trước khi bị bắt vào cuối tháng 7 năm ngoái, bị cáo Cương từng bị xử phạt hành chính với cáo buộc đưa tin sai sự thật, vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, nhưng ông này không chịu nộp phạt. Cũng theo báo Thanh niên, đến khi hầu tòa hai bị cáo Tô Hoàng Trương và Thạch Cương được ghi nhận thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Phiên tòa xử hai nhà hoạt động Khmer diễn ra trong bối cảnh nhà cầm quyền Việt Nam liên tiếp bắt bớ phạt tù các Facebooker lên tiếng về vấn đề chính trị xã hội. Chỉ tính trong vòng nửa đầu tháng 3 đã có ba ông bị bắt và một ông cao niên khác bị phạt tù với cùng cáo buộc là chống nhà nước. Sầu riêng của Việt Nam xuất cảng sang Trung Quốc bị cảnh báo là nhiễm kim loại nặng. Giới truyền thông của chính phủ trong nước hôm nay cho biết như sau, Cơ quan Bảo vệ Thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của các tỉnh như là Tiền Giang, Lạng Sơn, Đồng Nai, Đắk Lắc, Hà Nội và các công ty cũng như các cơ quan liên quan hãy truy xuất các lô hàng sầu riêng xuất cảng bị Trung Cộng cảnh báo là bị nhiễm kim loại nặng, Academy vượt mức giới hạn quy định an toàn thực phẩm Cảnh báo này được gửi đi từ Viện Kiểm soát Động Thực vật thuộc Cơ quan Thuế quan Trung Cộng. Riêng Cơ quan Bảo vệ Thực vật và đề nghị các công ty có lô hàng vi phạm phải tuân thủ các nội dung quy định về việc truy lùng nguồn gốc cũng như thu hồi và xử phạt các loại thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam. Hiện nay, Trung Cộng là thị trường xuất cảng sầu riêng lớn nhất của Việt Nam. Theo số liệu thống kê được giới truyền thông chính phủ Việt Nam đăng tải, trong năm 2023, Trung Cộng đã nhập cản 493.000 tấn sầu riêng từ Việt Nam, trị giá lên tới 2 tỷ 100 triệu Mỹ Kim. Những tờ báo trong nước cho biết như sau, nhờ có sầu riêng được xuất cản sang Trung Cộng thuận lợi, cho nên giá của sầu riêng ở trong nước cũng tăng lên. Việt Nam hy vọng rằng họ sẽ đạt được doanh thu xuất cảng sầu riêng lên tới con số là 3 tỷ Mỹ Kim trong năm nay. Số người chết do bệnh lao cao gấp đôi người chết vì tai nạn giao thông. Theo báo cáo của chương trình phòng chống lao quốc gia, ước tính năm 2022 có khoảng 13.000 người chết vì bệnh lao, cao hơn gấp đôi số người tử vong vì tai nạn giao thông. Báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao, từ năm 2018 từ vị trí 16 trên 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao thì năm 2023 Việt Nam đã chuyển lên xếp hạng thứ 11 trên 30 nước có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu. Cùng với đó là gánh nặng bệnh lao đa kháng thuốc không ngừng gia tăng. Trong 2 năm diễn ra dịch Covid-19, công tác phòng chống lao tại Việt Nam chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Số bệnh nhân lao phát hiện năm 2021 đã giảm 22% so với năm 2020 và giảm 24.5% so với năm 2019, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có mức độ giảm phát hiện bệnh lao cao nhất toàn cầu do ảnh hưởng của đại dịch. Mặc dù số ca mắc bệnh lao được phát hiện tăng, nhưng theo ước tính của chương trình chống lao quốc gia, số bệnh nhân lao đã được phát hiện hàng năm chỉ chiếm được khoảng 60% số bệnh nhân lao ước tính. Như vậy sẽ có 40% người mắc bệnh nằm trong cộng đồng chưa được phát hiện và điều trị. Sang qua bản tin về kinh tế thì, theo dự thảo mới đây, Bộ Tài chánh của Việt Nam muốn sửa đổi thông tư mang số 120 trên 2020 để cho phép các nhà đầu tư và các tổ chức nước ngoài có thể giao dịch không ký quỹ 100%. Để thực hiện được điều này, thì các công ty chứng khoán phải đánh giá năng lực của khách hàng nhằm xác định mức ký quỹ theo như thỏa thuận các nhà đầu tư và các tổ chức nước ngoài thực hiện ký quỹ bằng tiền và thanh toán đầy đủ với giao dịch mua chứng khoán. Trường hợp các nhà đầu tư của và các tổ chức nước ngoài thiếu tiền thì công ty chứng khoán nơi mà các nhà đầu tư đặt lệnh sẽ chịu trách nhiệm thanh toán đối với phần thiếu hụt thông qua các chương mục tự doanh. Công ty chứng khoán thực hiện bán chứng khoán ngay khi về tài chương mục tự doanh của mình mức chênh lệch phát sinh sẽ được thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng giữa đôi bên. Các nhà đầu tư và các tổ chức nước ngoài có thể giao dịch không ký quỹ để nâng hạng thị trường chứng khoán. Trong trường hợp cần thiết để ổn định thị trường, thì Ủy ban Chứng khoán của Chính phủ Việt Nam có quyền tạm ngừng dịch vụ giao dịch không ký quỹ 100% từ các nhà đầu tư và các tổ chức nước ngoài. Hiệu trường đánh học sinh chảy máu đầu Sáng ngày 21 tháng 3, một bạn đọc đã phản ánh với báo tuổi trẻ online về việc một người hiệu trưởng của trường tiểu học Tân Phú Trung ở Sài Gòn đã đánh học sinh chảy máu đầu. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan hữu trách, việc hiệu trưởng trường tiểu học Tân Phú Trung đã đánh học sinh xảy ra vào sáng 19 tháng 3, đó là tiết học toán của một lớp 2, trường tiểu học Tân Phú Trung do thầy hiệu trưởng đứng lớp. Lý do đánh học sinh theo tường trình của thầy hiệu trưởng với cơ quan hữu trách là do bé nghịch trong lớp không lẹm làm bài. Khi người thầy lấy cái song lan còn gọi là sông lan hay sông loan là một loại nhạc cụ đặc trưng của người Việt định gõ vào vai học sinh thì em né nên song lan gõ trúng đầu gây chảy máu. Ngay trong ngày 19 tháng 3, nhà trường đã đưa học sinh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Trần đoán ban đầu của ngành y tế là bé bị chấn thương ngoài da. Ngày 20 và 21 tháng 3, em học sinh này vẫn đang nghỉ ở nhà, chưa được đi học lại. Đến đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi vài thông tin thương mại đã bảo trợ trên đài và sẽ trở lại với phần tin địa phương. Xin cảm ơn quý vị. Có tới 45 món ăn bị du khách nước ngoài chấm điểm là tệ nhất tại Việt Nam. Nhật báo VN Express trong nước vừa trích dẫn tin từ tạp chí Test Atlas đăng tải bản xếp hạng 45 món ăn của Việt Nam bị chê nhiều nhất dựa trên sự bình chọn của các độc giả đến từ khắp nơi trên thế giới. Bản danh sách này gồm có bánh đậu xanh, tiết canh, bánh trôi, thịt đông, bún đậu mắm tôm, bún mắm miền Tây, cháo lòng, chè chuối, xôi gấc, bánh trung thu, nem chua, cơm cháy, cao lầu, bò bía, vân vân. Trong đó, bánh đậu xanh là một đặc sản của tỉnh Hải Dương, được cho là món ăn quốc hồn quốc túy, thì bị xếp hạng tệ nhất khi chỉ được chấm 2.8 trên 5 điểm. Món ăn bị chê đứng hạng thứ nhì trong bảng xếp hạng đó là tiết canh ngang bằng điểm với bánh đậu xanh tức là 2.8 trên 5 điểm. Món ăn thứ ba được nhắc tên là bánh trôi, phổ biến ở miền Bắc của Việt Nam. Nhưng điều an ủi là trong bảng xếp hạng hồi tháng 3 năm nay, món bánh mì của Việt Nam lại đứng đầu danh sách 100 món bánh mì kẹp thịt ngon nhất thế giới. Trong bài công bố bảng xếp hạng thì Test Atlas cũng ghi chú danh sách này không được coi là kết luận cuối cùng về món ăn vì chỉ dựa trên sự bình chọn của độc giả chứ không phải là do các chuyên gia ẩm thực đánh giá. Mục đích của các bảng xếp hạng này đó là nhằm quảng bá cho những món ăn ngon của địa phương, khơi dậy niềm tự hào về các món ăn truyền thống. Trước đó vào tháng 2 năm 2023, tạp chí Test Atlas cũng có bảng xếp hạng các món ăn đáng sợ nhất thế giới, trong đó có hột vịt lộn. Thế nhưng, trang tin này cũng nhiều lần đăng tải các bảng xếp hạng ca ngợi những món ăn của Việt Nam. Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Một thầy giáo dạy lái xe gốc Việt có thể bị tù tới 20 năm vì đã hối lộ cho giám khảo. Một thầy giáo dạy lái xe ở Boston mới nhận tội về âm mưu lừa gạt cơ quan đăng bạ xe hơi ở Massachusetts, gọi tắt là AMV, Ông Ngân Đinh, năm nay 48 tuổi, đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo với cương vị là viên chức cam đoan lòng trung thực. Theo văn phòng của Joshua Levy cho hay, quyền biện lý của Hoa Kỳ tại Massachusetts cho biết, theo các công tố viên, thì ông Ngân Đinh bị buộc tội hối lộ một vị giám khảo kiểm tra bằng lái xe đường bộ tại cơ quan RMV của thành phố Boston để viên chức này nói với AMV rằng có vài người nộp đơn xin chứng nhận bằng lái xe đã vượt qua bài kiểm tra, trong khi họ chưa vượt qua được bài kiểm tra và vài người thậm chí còn không có mặt để thực hiện bài thi này. Kết quả của việc gian lận đó là cơ quan này đã gợi giấy chứng nhận lái xe qua đường bưu điện cho những người không chứng minh được là họ có đủ điều kiện để lái xe các viên chức cam đoan lòng trung thực nếu mắc phải tội danh âm mưu lừa đảo qua bưu điện có thể bị tuyên phạt tới 20 năm tù. Ông Ngân Đình sẽ trở lại hầu tòa vào ngày 5 tây tháng 6 năm nay để lãnh nhận bản án. Anaheim phá thêm khách sạn là ổ tội ác để lấy đất xây nhà giá rẻ. Anaheim mới đây bắt đầu phá thêm khách sạn trên đường Beach, mời thời gian qua giới chức thành phố nó là ổ tội ác. Miếng đất này là vài năm sau đã được dự đoán có thể dùng để xây nhà giá rẻ theo nhật báo Orange County Register. Khách sạn Anaheim Lodge có 45 phòng, khai trương năm 1984, là khách sạn thứ ba bị phá từ năm 2021 tới nay, trong lúc thành phố Anaheim cố gắng làm đẹp đường beach và giảm tội ác. Kế hoạch làm đẹp đường beach của Anaheim bao gồm chôn dây điện và điện thoại xuống đất, tăng thêm đèn đường, gắn camera và biến khách sạn mục nát thành nhà ở với giá rẻ. Thành phố Anaheim mua Anaheim Lodge cuối năm 2022 với giá là 7.6 triệu Mỹ Kim. Giới chức thành phố chưa biết khách sạn này là điểm nóng của tội ác, với hơn 450 cuộc gọi cảnh sát và bắt giữ trong năm 2021. Các khách sạn trên đường Beach từng là nơi nghỉ chân qua đêm cho khách đi lại giữa Los Angeles với bờ biển Orange County. Nhưng qua thời gian, nhiều khách sạn trở thành nhà ở của những người gặp khó khăn tiền bạc. Ông Mike Lister, là phát ngôn viên Anaheim, cho hay từ nay cho tới cuối năm 2025 hoặc 2026, thành phố có thể bắt đầu xây nhà giá rẻ trên hai miếng đất tại Anaheim Lodge và Cover Wagon. Theo kế hoạch, họ sẽ xây vừa chung cư cho thuê giá rẻ, vừa nhà là giá rẻ để bán. Theo ông Lister, Anaheim có thể mua thêm khách sạn để phá bò ở nơi nào họ thấy hợp lý. Hội đồng thành phố Huntington Beach mong muốn tư nhân hóa hoạt động thư viện. Bà Barbara Richardson là người đã dành ra tới 32 năm cho Thư viện Huntington Beach, đã chia sẻ về tầm quan trọng của Thư viện đối với cộng đồng. Bà nói rằng Thư viện là viên ngọc quý của thành phố và mục tiêu của bà đó là khuyến khích trẻ em trở thành các độc giả suốt đời. Tuy nhiên, quyết định của Hội đồng thành phố Huntington Beach với tỷ lệ bỏ phiếu 4 trên 3 xem xét việc để một công ty tư nhân điều hành các thư viện đã gặp phải nhiều sự phản đối. Bà cho biết rằng, bà rất buồn vì họ không tính đến giá trị của con người đang bị đe dọa. Thị trưởng là ông van der Vandermark lưu ý rằng việc tiết kiệm cho người nộp thuế có thể là một ưu điểm của việc tư nhân hóa. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng quyết định vẫn chưa được đưa ra và tiến trình đề nghị mời thầu sẽ xem xét tới các sự lựa chọn khác nhau. Mặc dù có những lợi ích tiềm ẩn, thế nhưng một số người lo ngại rằng việc tư nhân hóa thư viện có thể dẫn tới việc cắt giảm công an việc làm, cũng như sẽ ảnh hưởng tới phẩm chất của dịch vụ thư viện. Bà Richardson cảnh báo về nguy cơ thư viện có thể trở thành bộ sưu tập sách rập khuôn nếu được vận hành bởi các công ty tư nhân. Thị trưởng và các thành viên của hội đồng cho biết như sau, họ chưa có quyết định cuối cùng và họ sẽ cân nhắc cẩn thận những ưu và những nhược điểm của việc tư nhân hóa thư viện. Hiện nay chưa có thông báo về thời gian cũng như gửi lời yêu cầu đề nghị như thế nào. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Hương Thơ và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Vietchannel app, trên YouTube hoặc trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Đức Vũ và Hương Thơ xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin kính chúc quý vị giây phút còn lại trong ngày thật an lành. Xin chào.